Dạ, Linh xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh LT Kích Trình Cuộc Sống ở Mỹ. Hiện tại là Linh đang ở thành phố Đà Nẵng. Hồi hôm á, là Linh bị delay máy bay từ Phú Quốc ra Đà Nẵng. Thành ra hồi hôm đến Đà Nẵng là 1 giờ sáng. Rồi Linh ghé nhà em họ của Linh ngủ đó. Sáng nay mới thức dậy để đi ăn sáng. Nói đi ăn sáng chứ bây giờ là gọi là đi ăn trưa cũng được nữa. Bây giờ là 10 giờ mấy, gần 11 giờ rồi. Em họ của Linh sáng nay sẽ dắt gia đình Linh đi ăn mì Quảng. Quán mì Quảng này em Linh ăn thấy ngon cho nên dắt đi nè. Linh gọi tô mì Quảng tôm. Sáng nay đi ăn thì nó gồm có mì, tôm, bánh phở, rồi chan nước súp. Còn mấy đứa em Linh đó thì order và mì Quảng đặc biệt gồm có thịt heo, gà, có tôm nữa đó. Linh mời cả nhà cùng ăn với Linh nha. Ăn thấy ngon á, Linh vào quán, Linh xin chi cô chủ quán cho Linh quay tí xíu. Đó, ngon không? Đủ thứ hết. Mì Quảng là thập cẩm, mì Quảng gà, mì Quảng tôm, mì Quảng trứng, quá ngon luôn. Giá cả cũng bình dân lắm cả nhà, 30.000 á, 35.000 diện tô à. Sau khi ăn mì Quảng xong á thì cả gia đình kéo nhau đi lại quán cà phê vỉa hè để uống cà phê. Chúc quậy đi, chúc quậy bạch xỉu. Bạch xỉu là cà phê ít hay sữa nhiều ha. Đi bữa nào thì bà khoảng đó đó, cứ tháng 6 tháng 10 nhắn nhắn cái coi ở bển thì đi. Cái mua cái phát dịch cái chung dưới ngày. Chơi dưới rồi đi luôn. Đi luôn đi tụi em ơi cũng được. Tại hôm đó mình đi cũng từ San Francisco anyway. Không nhưng mỗi giờ mình bay xe mình chơi rồi xong đi. Mình nói gì vậy đà? Xuống chưa xong. Chưa xong nữa. Sao ý? Sao ý? Cà phê vào 10 không? Cà phê vào 10 không cho anh hai uống nữa. Anh hai uống không? Anh đi chưa một ly. Hai đứa uống ly được rồi, uống chi cà phê nhiều. Không có này cà phê lắm. Ngon không? Ngon hơn cà phê bằng 10 không? Xỉu à. Ngon hơn. Thì ở đây ngon hả? Ngon rồi. Chị ngon rồi. Ở đây đi. Chết chiếc này rồi. Cà phê muối, cà phê muối. Kêu nó ai kêu mà không nói đi chơi, còn ham bẻ chị. Thì không có chụp đứng nói chơi, mới tưởng đâu mình đang kè nữa. Ừ. Cà phê này xong có chế cho chế trồng nữa. Cà phê dừa của ai vậy? Cà phê dừa là có đỉnh. Đó, cà phê dừa. Xong rồi qua. Xong rồi lấy cà phê này chế lên. Vậy đó hả? Đó, cái này, cà phê cái này cà phê dừa nè, là nó có cái này. Đó, chế này vô. Tên như xanh đậm sa viên. Đây là cà phê muối. Cái của con là bạc xỉu. Của cô hai là cà phê muối. Còn của mẹ con á là cà phê dừa. Đạt hai cái cây muối. Em hiểu cái là mình đi qua bển đi mấy cái quán muối. Ta sẽ đi xem. Nếu mà có sự phải đi. Cái gì? Nè uống thử miếng không tiếng. Cái cà phê vô điện. Quậy đi mới đi chế. Đó. Má nó quậy kim. Chế lên nó quậy chế lên đẹp đẹp xong rồi quậy đó. Vừa đó vừa vừa thôi. Xong rồi mình chế thêm. Chế thêm hả? Được không? No, vừa rồi. Nhìn hấp dẫn ha tí. Chế thêm đi, chết rồi, cái đó ít cà phê lắm rồi. Nói cho một tiếng uống mà. Từ từ để cho nó uống con được. Ừ, con uống thử coi nó đắng đủ không, nó ngọt đủ không, uống đi. Mấy cái muỗng này thử hay đúng không? Quậy đều đi tí. Ở trên á, nó đều. Đó, rồi uống lên mà. Dạ, cái nhiêu lệch. Con cầm cái ống hút lên. Quậy chỗ này lên tức. Có cà phê không? Có mùi cà phê chưa? Ngon chưa? Đi đi nó. Tiếng thôi không? Tiếng nói không hả? Nói không, rồi rồi nè. Rồi thử đi. Ông muốn cà phê nhiều, cái ông với bộ có tiếng nói không? Bên mình chưa có loại này phải không Định? Nó mặn lạ lạ đúng không? Lạ lạ. Lạ lạ cho biết. Em muốn thử đi, cũng lạ lạ. Nè, đi uống thử đi, lấy muỗng em múc qua thử. Quậy lên, quậy cho nó đều lên. Quậy lên. Quậy lên. Nó có muối mặn mặn, ăn đủ cũng ngộ lắm, ngon lắm. Sức. Sau uống cà phê xong á, thì Linh đang trên đường đi đến bờ biển Mỹ Khê nè. Ở đây là cái swell ở đây nè. Cái này là cái khu khu vui chơi. Còn vô miễn phí hả? Còn vô miễn phí nó đợi chơi mình đưa tính tiền.
là không chơi mình cũng phải mua vé. À, à bây giờ là nó cho vô cổng miễn phí rồi vô mình chơi. Giờ thôi. Mình chơi trò chơi nào mình trả dạ, tiền trò dạ. Chơi đó. Khúc này lên tour cho nó đi nhanh cho mau tới biển nè. Cuối cùng thì mình cũng thấy bà biển rồi nè. Nhỏ em nói hổm dài trời mưa lắm mà bây giờ mình ra là được trời nắng nè. Hạnh ra đây cũng gần Hạnh ha. Dạ tới. Ra trung tâm mà. Ở đây tháng này là mưa hả? Đâu, ở mấy tháng đâu có mưa đâu. Tự nhiên năm nay mưa đó nha. Dạ. Chứ tháng này là mát lắm. Đó chùa Linh Ứng. Đến lúc này bác Tài mới phát hiện ra là gia đình Linh từ bên Mỹ về. Tại vì hai đứa nhỏ đó đó nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh không à. Bãi biển này là nhìn cũng giống giống như ở bên Hawaii vậy đó. Cũng có một cái hàng dừa vậy nè. Nó tựa tựa vậy đó. Ra đây thời tiết mát lắm nha cả nhà. Đi mùa Tết này á, giống như ở bên mình vậy, mùa thu bên mình vậy đó. Cỡ khoảng nhiệt độ cỡ khoảng 68 tới 70 độ F. Mát lắm. Thích hơn ở Phú Quốc. Phú Quốc thì cái thời tiết nó nóng hơn. Còn ở ngoài đây cái thời tiết mát dữ lắm.
đẹp ghê luôn chưa. Đó. Giờ này là khoảng 12 giờ, gần 1 giờ. Mà thời tiết quá trời mát mẻ rồi. Sóng to lắm, bữa nay do gió lớn sóng to lắm. Để mình lấy lên cho cả nhà coi sóng to lắm. Sóng to hơn Phú Quốc. Phú Quốc thấy sóng vậy mà không có to. Đó. Sóng. Sóng biển dạt dào. Sau khi ngắm biển và chụp hình ở cái bãi biển Mỹ Khê này đó, thì gia đình Linh tiếp tục đi đến chùa Linh Ứng. Xe đang trên đường đi đến chùa Linh Ứng nè. Dọc bờ biển Mỹ Khê này á, là các building là thiệt là cao không à. Building nào building nấy nè, nó cao ơi là cao luôn. Hồi nãy mình ở dưới bãi biển á, mình thấy Phật Bà Quan Âm đứng trắng trắng đó. Là bây giờ mình đi tới chùa này là chùa Linh Ứng nha. Đó. Wow, gốc đa này bự quá hen. Cái này á là mẹ của mẹ, mẹ sinh ra này. Đó, mẹ sinh ra nè, sinh ra xong bước phải bước là bãi có bước ra là ngày 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 bổ sư đó, có hướng dẫn viên du lịch luôn đó. Đó mẹ đó, mẹ là bên nào? Mẹ đứng nè, mẹ là ở đây hả? Cái là sinh đã sinh ngày ra xong rồi là ngày bước phải bước nè, là có ngày có cái ngày lễ Phật đản đó. À đây là mẹ. Đó, Ma Gia đó. Nè, bảy sanh ra là Đức Phật đó, là bước bảy bảy bước, bảy bước thì sen rồi cái chỉ ngón tay lên đó. Ừ, đó. Đó. Rồi tiếp tục. Đây là bức tượng mẹ Quan Thế Âm đang đứng xoay mặt ra biển nè. Mình đang đứng phía sau lưng của mẹ Quan Thế Âm. Dạ đúng không? Chị có nhà, nhà chị có những thằng mà biết cứ vô đây. Dạ mình lên chính điện. Ôi cái xoay. Không đeo thì đưa đây. Cảnh gì đây anh Long? Đó anh Lâm, bạn Lâm của nữa. Em rể bạn thân thủ địa ở đây, vì mình có người quen ở đây, thủ địa ở đây, thành ra dắt mình đi những cái phong cảnh đẹp, rồi vô những cái quán vỉa hè ăn rất là ngon. Nhà Đinh đi Đà Nẵng kỳ này đó là không có vô cái quán nào sang trọng hết á, đi ăn mấy cái quán vỉa hè không à, mà nó ngon lắm. Này mình đi vô kinh điện mình cúng nha. Ô trong đây cũng đẹp quá này, cảnh ơi. Ô kia hủy cái hủy kìa, hủy nè. Ờ cái này cái bưởi. Ôi nhà cốc, cốc này cốc cổ thụ nữa nè. Kìa. Trời sáng anh ngủ rồi kìa. Giờ này anh là cho con đi toilet rồi. Là cho con đi toilet rồi. Chèn mẹ ơi coi kìa. Sáng cả anh ngủ hay nằm thôi, nắng ngủ cho ba con. Ta thấy thương không? Đẹp quá cổng. Linh quay hết một cái vòng. Ở chùa. Đẹp quá nè, hai cái đường đi vô nè, đẹp không? Ồ, lấy là mùng 1 là đâu có cho xe đi nè. Chùa Ứng Linh. Rồi.
trăng chính là đào ngã. Đi lại đâu đi lên lại Phật. Ồ, chánh điện bên đây hả? Chánh điện này đi đâu? Không biết. Đây mới là chánh điện nè. Wow. Cái chùa này mới quá đỉnh ha. Ôi đẹp quá. Từ lẽ người phải. Đây mình đi ra xa xa mình quay cái chùa ở lưng cái chùa quá đẹp luôn, xa xa mình quay hết. Đây toàn diện nè. Đó, bây giờ Linh phải đi xa xa, Linh quay hết cái toàn diện. Ứng Linh tự, nhìn đẹp không? Đẹp quá luôn. Mình phải chụp một cái cảnh chùa Linh Ứng mà hồi nãy nó ngược chùa Ứng Linh. Đây là chùa Linh Ứng. Đẹp không? Cái cổng nè. Có ai như Linh không? Cái tên chùa mà còn nói sai nữa, nói ngược lại. Linh Ứng mà nói Ứng Linh. Đây là từ cái chùa Linh Ứng, Linh quay cái bãi biển từ chùa Linh Ứng nè. Linh quay một vòng 360 độ cho cả nhà xem nè, đẹp lắm luôn. Thời tiết mát mẻ, lên đây, trong xanh, cây cối nè. Đây là cổng chùa, là đi từ cái hướng dưới biển lên. Chùa Linh Ứng mà hồi nãy cứ nói là Ứng Ứng Linh gì không. Người ta đi cũng tấp nập lắm. Còn đây là mẹ Quan Thế Âm nè. Hồi nãy Linh đứng ở bãi biển Mỹ Khê đó, Linh zoom á, là Linh zoom cái mẹ Quan Thế Âm này nè, đứng hướng mặt ra bãi biển. Bây giờ mình đi lên chùa. Vô chánh điện nha, nên không có nói chuyện, chỉ quay sơ thôi, nơi tôn nghiêm mình không có nói chuyện. Đây, đây là chánh điện của chùa Linh Ứng. Hồi nãy Linh quay trong này nhưng mà Linh không có nói chuyện, Linh không có muốn là gây ồn ào cho những người cúng, cho nên về Linh mới edit lại. Vô là mình thấy có ông Phật. Ông Phật này là ông Phật Di Lạc. Rồi phía trong là có Phật Thích Ca. Đó, Linh chỉ quay sơ một vòng về cho cả nhà xem thôi. Rất là rộng và trong đây rất là mát luôn. Linh viếng chùa xong và đang trên đường trở về nhà nghỉ ngơi tí xíu để chiều đi phố cổ. Linh xin dừng video này tại đây. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Linh. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà vào video kế tiếp.